một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, quả vải là một loại cây nhiệt đới rất đặc trưng cho vùng đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam. Trong các sách cổ của Trung Hoa có ghi chép vải mang nhiều dưỡng chất và vitamin giúp chống lại vô số căn bệnh là liệu pháp tuyệt vời để chăm sóc da, giúp trẻ khô lớn và nâng cao thể trạng cơ thể. Sau đây sẽ là những thông tin về tác dụng tuyệt vời của quả vải đối với sức khỏe và sắc đẹp được đăng tải trên trang sức khỏe.vn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tác dụng của trái vải với sức khỏe, phòng chống ung thư. Trái vải có đặc tính chống ung thư, loại trái cây này chứa chất flavonoid giúp chống lại căn bệnh ung thư. Nó còn chứa flavon, quercetin và kemferol là các hợp chất cực mạnh làm giảm sự tăng trưởng của tế bào ung thư, nhất là ung thư vú. Ngăn ngừa bệnh tim, vải còn chứa lượng polyphenol cao thứ hai trong các loại hoa quả giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa có trong quả vải cải thiện hệ miễn dịch, làm chậm lại sự tiến triển của bệnh thoái hóa võng mạc và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Một cốc nước vải mỗi ngày sẽ giúp nhịp tim trở lại bình thường. Hỗ trợ tiêu hóa, vải chứa chất sơ hòa tan giúp bảo vệ dạ dày khỏi các hợp chất độc chữa trứng ợ nóng, kiểm soát các vấn đề gặp phải ở đường ruột, làm sạch ruột kết. Hạt vải có chứa các chất làm xe được sử dụng để chữa trị các bệnh đường tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải run đường ruột. Giúp xương khỏe mạnh Vải là nguồn cung cấp dồi dào phốt pho và maze hỗ trợ xương chắc khỏe và các chất khoáng dẫn truyền như đồng và mangan giúp cải thiện tình trạng giòn xương. Cùng với đó, kẽm và đồng tăng cường hiệu quả của vitamin D, làm tăng sự hấp thu canxi, đồng nghĩa với việc duy trì sức khỏe của xương. Hỗ trợ điều trị sốt, cảm lạnh hay viêm họng, vải rất giàu vitamin C, loại vitamin cơ thể không tự tổng hợp được. Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể tăng cường khả năng đề kháng các nhân tố gây bệnh truyền nhiễm và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm gây ra viêm nhiễm. Quả vải rất tốt cho người đang bị sốt, cảm lạnh hay viêm họng. Vitamin C trong quả vải tốt cho làn da, bộ xương và các mô cơ. lợi ích của quả vải đối với làn da. 1. Chống lão hóa và cải thiện làn da. Trái vải rất giàu oligonol, một loại polyphenol trọng lượng phân tử thấp. Oligonol có đặc tính chống oxy hóa và chống virus cúm. Nó cũng giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cân và bảo vệ làn da khỏi tia UV có hại. Oligonol làm giảm mỡ sâu, tăng cường lưu thông máu cạnh sườn, giảm mệt mỏi sau tập luyện, tăng cường sức chịu đựng cũng như giảm nếp nhăn và tàn nhang trên khuôn mặt vải giúp nuôi dưỡng làn da, giảm sự phát triển của mụn, giúp da mịn màng hơn. Ăn vải hay dùng vải làm mặt nạ dưỡng da rất hiệu quả, giúp các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay tàn nhang biến mất. 2. Chống lại các gốc tự do. Trái vải chứa hàm lượng chất chống oxy hóa như vitamin C, hợp chất của vitamin B và flavonoid cao. Những chất chống oxy hóa này bảo vệ cơ thể khỏi stress gây ra bởi ô nhiễm và tiêu UV. Các gốc tự do được tạo ra từ các phân tử bị oxy hóa và chúng đảo ngược chức năng của tế bào để tạo thành tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do này, do đó bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương. Bằng cách này, quả vải có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh ung thư da hay viêm nhiễm. 3. Cung cấp các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da. Vải giàu các chất thân thiện với làn da như thiamin, niacin và đồng. Thiamin hỗ trợ cơ thể trao đổi chất béo và protein giúp da khỏe mạnh. Niacin thúc đẩy mức độ hidrorat trên da, trong khi đồng với liều lượng rất nhỏ giúp đẩy nhanh việc hồi phục làn da bị tổn thương. Tất cả những lợi ích này khiến cho vải trở thành siêu trái cây cho làn da đẹp. Lợi ích của quả vải đối với mái tóc. Tất cả chúng ta đều mong muốn một mái tóc khỏe mạnh, óng ả. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều quan trọng để có sợi tóc khỏe mạnh vì nó giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất để nuôi dưỡng nang tóc. Vải với các dưỡng chất vitamin C, niacin và thiamin có lợi cho sức khỏe mái tóc của bạn. Vitamin C trong vải giúp lưu thông, cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng nang tóc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên hôm nay trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin về các món ăn, thức uống được làm từ trái vải, vừa thơm ngon bổ sướng, lại giúp giải nhiệt ngày hè. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.